Nào, chào tất cả các em, nay chúng ta sẽ cùng nhau sang cho anh phần ôn tập chung số 4. Ở trong hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập cho anh một số bài ở trong phần ôn tập chương 4, sách bài tập trang 116 nhá. Mình không có đủ thời gian để mình học hết tất cả các bài. Anh sẽ chọn lọc những cái bài nào mà nó có hướng tới kiểm tra một tiết, hướng tới gì, kiểm tra học kỳ để chúng ta học nhá. Đầu tiên mình sẽ chọn bài là bài 4.91 trang 117 nhá. Đề bài của ta như sau này. Đề bài yêu cầu là tìm tất cả các nghiệm nguyên. Đấy. Ở đây có một thông tin là nghiệm gì đấy? Nghiệm nguyên. Nghiệm nguyên là nghiệm như nào? Đó là 0 này, cộng trừ 1, cộng trừ 2 này, vân vân, những cái số mà không có phẩy ấy, đúng không? Của hệ bất phương trình. Đây. Câu này cũng đã một năm thi học kỳ 2 cho rồi. Ở phần này các bạn phải đi tìm được điều kiện của x, xem là x lớn hơn mấy, nhỏ hơn mấy. Từ đó các em sẽ tìm được gì? Tìm được x. Bây giờ chúng ta sẽ giải bằng đó là biến đổi tương đương. Các em sẽ chuyển, đây là từng cái là bất phương trình cơ bản, các bạn chuyển sang thôi. Các em lấy 42 này, các em trừ đi 28. X được bao nhiêu? Chúng ta sẽ được là 14x lớn hơn này 49 mà trừ đi 5 thì các em được là 44. Ở phương trình dưới các em quy đồng, bỏ mẫu, mẫu số chung là 2. Các em được 8x cộng 3 nhỏ hơn. Các bạn sẽ nhân 2 vào 2x cộng 25 bên này. Các em 2 nhân 2x ta được là 4x. 2 nhân 25 em được là 50. Tương đương. Các em bất phương trình 1 các bạn chia cho 14. 44 chia 14 thì 44 và 14 cùng chia cho 2. Vậy các em sẽ rút gọn được là 44 chia 2 là 22, 14 chia 2 là 7. Vậy các em được là 22/7. Ở phương trình dưới 4x các em chuyển sang 8x trừ đi 4x, các em được 4x. Đó. Đây là 50 à, các em được là 47. Vậy tương đương này lớn hơn 22/7 và x nhỏ hơn 474. Ở đây các bạn sẽ hợp cho anh, mình sẽ lấy gì, lấy dao nhá, lấy dao hai cái tập nghiệm này. Đây là 22/7 này, em nhặt bên trái này. Nào các bạn thấy rằng là 47/7 lớn hơn 22/7. Các bạn để ở đây 47/4 như này, em đi. Em nhìn thấy tập nghiệm được không? X của chúng ta sẽ lớn hơn 22/7 và nhỏ hơn 47/4. Thì các em nhớ rằng là trong trường hợp này chúng ta lấy gì? Lấy dao. Lấy dao. Hoặc móc này nghĩa là chúng ta phải lấy dao. Còn nếu mà trong trường hợp nào mà hoặc vuông thì chúng ta phải lấy hợp. Đây ngoặc móc lấy dao. Dao là cả hai khoảng cùng trắng đấy, đúng không? X của chúng ta lớn hơn 22/7, nhỏ hơn 47/4 như này. Bây giờ các bạn sẽ đi tìm gì? Đi tìm x. Chúng ta viết cho anh như sau này. Đó là vì x của chúng ta là thuộc z. Z chính là gì nhỉ? Số nguyên nhá. Vậy x của chúng ta sẽ thuộc những giá trị sau. Các em tính cho anh nào. 22/7 bấm máy tính nó được khoảng là 3, mấy đúng không? 3, mấy vậy tăng bắt đầu từ 4 này. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này. Nếu mà 12 thì chưa được đúng không? 12 thì nhân 4 là 48/7 rồi, 48/4 rồi là loại. Thì các em lấy máy tính em bấm cho anh cái 47/4 này. Đó là 11 phẩy mấy ấy. Thì nó chỉ dừng lại đến 11 thôi. Vậy bài này các em sẽ có 2, 4, 6, 8. Các em sẽ có 8 giá trị của x. Em hiểu bài kinh nghiệm nguyên này chưa? Chúng ta chuyển sang ý B.
Tôi như vậy chúng ta chuyển cho anh sang câu B nào. 4x 45x trừ 2 lớn hơn 6x cộng 1/3. Ở dưới là 2 nhân mở ngoặc 3x trừ 4 nhỏ hơn 9x trừ 14/2. Ở đây chúng ta sẽ đi giải trường phương trình đúng không? Tương đương nào? Anh nhớ làm kia. Ở đây chúng ta sẽ làm như nào? À bài này các em có mẫu ông ta là 3 đúng không? Các em có thể gì đây? Quy đồng bỏ mẫu. Các em lấy 3 này. Hoặc là chúng ta có thể chuyển số sang và chia sau cũng được. Đây là 45x này. Các em trừ đi 6. Chúng ta được là 39x. Lớn hơn này. Âm 2 các em chuyển sang. Các bạn có 2 cộng với 1/3. Thì các em sẽ được là 7/3. Ở dưới này các em nhân ra, chúng ta quy đồng cho anh số 2 này lên. 2 x 2 là 4 này. 4 x 13 thì các em biết là 12x. Trừ đi 4 x với âm 4 là 16. Nhỏ hơn 9x. Trừ đi 14. Tương đương này. X chúng ta lớn hơn 7/3 các em chia cho 39 thì x sẽ lớn hơn 7/ này. 3 x 39 được bao nhiêu? 3 x 9 27, biết 7 nhớ 2. 9 với cả 2 là 11. Các em được 7/ 117 nha. Ở dưới các bạn chuyển 9 sang, chúng ta được 3x nhỏ hơn là âm 16, chuyển sang bên này là 16 trừ đi 14 được là 2. Vậy tương đương x của chúng ta là lớn hơn 7/117 và nhỏ hơn 2/3. Các bạn em nhìn vào đây. Ta quan sát xem có nhầm ở đâu không? Nào, ở đây chúng ta thấy rằng là cái 7/117 này thì tất nhiên là nhỏ, nó là không phải bao nhiêu đó ấy. Còn 2/3 này nó cũng là không phải bao nhiêu đó. Chả có giá trị nào mà trên giữa cả, đúng không? Ta viết cho anh như sau. Vì x thuộc z nên em sẽ kết luận cho anh là không có giá trị nào của x. Không có giá trị nào của x nhá. Bài này các em sẽ không có đáp số. Chúng ta chuyển tiếp cho anh sang bài khác nào.
Nào, chúng ta chuyển cho anh sang 4.95, bài 4.95 nhá. Trang 118 ấy. Ở đây là những cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, đúng không? Thì cách giải như sau này. Các bạn sẽ giải cho anh từng cái bất phương trình ra. Sau đó các em sẽ đi lấy gì? Đi lấy dao cho anh nhá. Đầu tiên chúng ta bóc tách, chúng ta nên giải ra. Đây là 1, đây là 2 này. Ta ghi cho anh là giải bất phương trình 1. Thì ở đây là bất phương trình bậc 2, bấm máy tính các bạn thấy nó có nghiệm đấy. Thì các bạn sẽ sử dụng lập bảng xét dấu để các bạn tìm nghiệm. Ta đặt cho anh fx bằng vế trái là 2x bình cộng 9x cộng 9. Các bạn lập bảng xét dấu nào. Lập bảng xét dấu nào. Ở đây nghiệm ta là x này. Ở dưới là fx. X của chúng ta là từ âm vô cùng đến gì? Dương vô cùng. Nào, các bạn ở đây máy tính bấm cho anh. Đây là 2, 9 và 9. Xem nghiệm là bao nhiêu. Mọi người tính đi. Nghiệm x là bao nhiêu? Bao nhiêu? Âm 3 nha, âm 3 sẽ nhỏ hơn nhá. Âm 3 phần 2 sẽ lớn hơn. Hai cái này là không. Các bạn sẽ sử dụng trong trái ngoài cùng. Trong quả hai nghiệm thì trái dấu về số A là âm này, ngoài khoảng là cùng. Ở đây để bài lấy gì lớn hơn không? Ta suy ra là bất phương trình 1 có tập nghiệm. Có tập nghiệm S1 bằng. Ở đây là lấy lớn hơn không, nghĩa là lấy dương. Chúng ta nhìn thấy chưa? Lấy ngoài khoảng nghiệm. S1 ta sẽ từ âm vô cùng đến gì? Trừ 3. Để liên kết giữa hai khoảng, các bạn dùng chữ U nghĩa là gì? Nghĩa là hợp. Hợp nha. Từ âm 3 phần 2 đến gì đấy? Dương vô cùng. Tương tự như vậy, chúng ta đi giải 2, sau đó các bạn đi lấy dao. Câu này là rất có thể là sẽ thi đấy nhá. Học kỳ có thể những câu như này nha, hoặc là trắc nghiệm nha, vân vân đấy. Giải 2 này. Các bạn sẽ đặt fx bằng 5x bình trừ đi 7x trừ đi 3 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Các bạn đi gì đấy? Lập bảng xét dấu nào. Ở đây chúng ta là x này, ở đây là fx. Âm vô cùng, dương vô cùng. Nào các bạn lấy cho anh hai nghiệm. Ở đây là 5 trừ 7 trừ 3. Thì các em sẽ được có được đáp số nguyên không? Đáp số đấy. Đáp số như nào? Các bạn giải từng cái một rồi lấy dao. Nghe được bao nhiêu nào? 7. Các bạn lấy trừ trước nha. Căn 109 chia 10 này. Đây là 7 cộng với căn 109 chia 10. Đây là 00 đúng không? Trong trái ngoài gì? Ngoài cùng. Ở đây chúng ta suy ra là đề bài sẽ lấy gì nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ta ghi là bất phương trình 2 có tập nghiệm. Có tập nghiệm S2 bằng. Ở đây lấy nhỏ bằng 0 rồi lấy trong khoảng. Nhưng mà trong này chúng ta thấy là đề bài có dấu bằng, nghĩa là dùng hoặc gì? Vuông. 7 trừ căn 109 chia 10 đến 7 cộng với căn của 109 chia 10 nhá. Bây giờ tập nghiệm của hệ bất phương trình thì các em lấy S bằng, các bạn lấy S1 giao với gì? S2. Các bạn vẽ cho anh trục số ra. Đầu tiên là âm 3 phần 2 lấy ngoài khoảng, các bạn gạch ở giữa đi. Bây giờ ta lấy cho anh gì đây? Lấy, bấm máy tính cho anh lại nào. 7 trừ đi căn của 109 chia 10 thì được bao nhiêu? Bao nhiêu? Các em sẽ được là nó nằm trong khu này đúng không? 7
trừ đi căn của 109 chia 10 ở khu này. Và 7 cộng với 109 chia 10 ở khu này. Hai cái này gạch đi. Chưa, với cái nhìn thấy cái dao chưa? S1 giao với S2 ra gì? Ra S2. Sẽ bằng đáp số là gì? 7 trừ đi căn 109 chia 10. 7 cộng với căn của 109 chia 10. Cái này ra âm đúng không? Nhưng mà nó sẽ lớn hơn gì? Lớn hơn âm 3/2 nhá. Vậy lấy dao ở đây. Cái này sẽ loại này. Ta sẽ S1 giao với S2 ra S2. Ok chưa? Đây là mình làm theo hướng gì đây? Tự luận. Nào, nếu như bài này mà làm trắc nghiệm thì làm như sau. Làm trắc nghiệm thì các bạn chỉ cần vẽ đúng một cái trục số, vẽ hai trục số lấy dao luôn. Đấy, đầu tiên là vẽ cái luôn cái S1 ra nhá. Thì vẽ như sau này. Đầu tiên vẽ trục số ra này, xong lấy máy tính bấm nghiệm. Thì ra nghiệm là âm 3 và gì? Âm 3/2 như này. Sau đó sẽ sử dụng luôn trong trái ngoài cùng. Trong khoảng hai nghiệm thì trái dấu với hệ số A là mang dấu là gì? Âm. Ngoài khoảng mang dấu là gì? Dương. Đề bài lấy gì đây? Lấy dương. Gạch gì đây? Gạch âm đi. Và đây là ngoặc gì đây? Ngoặc tròn. Ra luôn tập nghiệm như này. Sau đó lấy bấm máy tính bất phương trình 2 này. Ra luôn cho anh hai nghiệm. Đó là 7 trừ đi căn 109 chia 10 và 7 cộng với 109 chia 10. Sau đó là áp dụng là trong trái ngoài gì đây, ngoài cùng. Ở đây lấy nhỏ bằng 0, nghĩa là gạch dương đi. Dương đi. Ở đây có ngoặc vuông. Đấy, sau đó em lấy gì đây, lấy dao luôn. Thì chúng ta ra được tập nghiệm S bằng có vuông từ 7 trừ 1 căn 109 chia 10 đến 7 cộng với 1 căn 109 chia 10 như này. Em có hiểu cái bài này mà làm trắc nghiệm chưa? Đấy, và nếu câu này mà là trắc nghiệm, người ta sẽ cho các em 4 đáp án ABCD để các em quanh nhá. Ta chuyển sang ý B nào. Chúng ta chuyển tiếp cho anh sang ý B. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giải tắt nha. Giải như này là các em đã hiểu cách làm tự luận ra là giải bằng cách lập bảng xếp dấu đúng không? Bây giờ đối với từng bất phương trình các bạn sẽ sử dụng gì đây? Sử dụng luôn cái trục số này các em giải luôn. Chúng ta sẽ nhanh lên. Chứ giải thế này là giải rất là chậm đúng không? Để giúp em hiểu đó. Bây giờ chúng ta vẽ luôn cho anh cái gì đây? Trục số ra này. Nào, các bạn lấy máy tính bấm cho anh. Bấm nghiệm là gì đây? Bấm là hệ số là 3 này, 11 này và âm 4 đi. Nghiệm em sẽ được là âm 4 này và nghiệm gì đây? Phần 3. Các bạn sẽ áp dụng trong trái, có nghĩa là trong khoảng hai nghiệm sẽ trái dấu với hệ số gì? 3. Trong là trái là âm, ngoài là gì đây? Dương. Đề bài lấy nhỏ hơn hoặc bằng 0, nghĩa là gạch gì? Gạch dương đi. Và ở đây có dấu bằng, chúng ta dùng bằng gì đây? Ngoặc vuông. Vậy chúng ta viết cái kết quả x ở đây là x sẽ lớn hơn hoặc bằng âm 4 và nhỏ hơn hoặc bằng phần 3. Em hiểu cách làm nhanh nhất này không? Cái này là cách làm chuẩn đấy. Chưa? Nghĩa là chúng ta sẽ phải vẽ cái số này ở bên này, đồng thời ghi nút x ở bên này.
x bình trừ đi 8x trừ đi 20 nó bằng 0 thì các bạn lấy mấy chục số này. Em bấm máy tính nào. 1 trừ 8 và âm 20 nghiệm là bao nhiêu? Nghiệm là 10 à? Và nghiệm là âm 2. Âm 2 thì các bạn phải nhìn thấy rằng nó lớn hơn âm gì? Âm 4 nha. Trong trái này, đây là hệ số A là 1 dương này, thì trong trái là âm này. Ngoài gì? Ngoài cùng là dương. Ở đây lấy gì lại lấy nhỏ bằng 0, chúng ta cũng gạch gì? Gạch dương đi. Đây có dấu bằng. Rồi các bạn lấy dao này, nhìn trên đáp số chưa? Đấy. X sẽ phải lớn hơn hoặc bằng âm 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 3. Ta viết cái này đã. X sẽ lớn bằng âm 2 và nhỏ hơn bằng 10. Thì ở đây các bạn nhớ là chúng ta phải lấy dao nhá. Đây là hệ bất phương trình lấy dao. Vậy tương đương là x lớn hơn hoặc bằng âm 2, nhỏ hơn hoặc bằng 3. Ta kết luận là vậy, tập nghiệm của hệ bất phương trình S bằng ngoặc vuông của âm 2 đến 1/3 ngoặc vuông. Các em hiểu chỗ này chưa? Chúng ta chuyển sang ý C nhé. Chúng ta chuyển cho anh sang ý C nào. Ở đây các bạn đến bóc tách giải riêng từng cái ra đi. Đầu tiên chúng ta sẽ giải cho anh cái bất phương trình 1 nào. Các bạn sẽ nhân ra. Em có 2 nhân x là 2x này. 2 nhân âm 1 là âm 2 này. Âm 3 nhân x là trừ 3x. Âm 3 nhân âm 4 là dương 12. Lớn hơn x cộng với 5. Tương đương. Đây là 2x trừ đi 3x là còn âm x. X này chuyển sang nữa, vậy các em được trừ 2x. Lớn hơn này, đây là âm 2 cộng với 12 là 10 này. 5 trừ đi 10, em được là âm 5. Chú ý chỗ này không sai nhá. Chia 2 về cho âm 2 thì bất phương trình làm sao? Đổi chiều, đang là lớn hơn chuyển thành gì đây? Nhỏ hơn. Âm 5 chia âm 2 nào. Âm với âm là hết. Vậy các em còn là 5 phần gì? 5/2. Vậy từ đây chúng ta được bất phương trình 1 có tập nghiệm. Các bạn ký hiệu là S1 bằng x nhỏ hơn 5/2. Nghĩa là S của chúng ta sẽ bằng là âm vô cùng đến gì đây? 5/2 nhé. Tiếp tục này, giải bất phương trình 2. Đây là một phương trình mà cũng rất là hay đấy. Đầu tiên các em nhìn thấy rằng là có mẫu đúng không? Vậy đầu tiên là điều kiện. Điều kiện là x bình cộng 4x cộng 4 nó phải khác gì? Không. Vậy cái này tương đương với này. Ở đây các em thấy là nó chính là hàm tức đang nhớ gì đây? X cộng 2 tất cả bình chưa? Khác không. Vậy x cộng 2 khác 0, x khác gì? X khác âm 2. Thì bây giờ các em nhìn này. Cái mẫu của chúng ta có vẻ nó sẽ lớn hơn 0 không? Vậy các em sẽ được phép bỏ mẫu. Có nghĩa là một cái phân thức này này, mẫu nó dương rồi. Vậy suy ra tử phải gì? Tử phải dương. Ta viết cho anh là vì x bình cộng 4x cộng 4 nó sẽ phải lớn 0. Tại sao nó không có dấu bằng? Vì trong trường hợp này là x khác gì đây âm 2. Nên cái bất phương trình 2 nó sẽ tương đương luôn là 3x trừ đi 4 lớn bằng 0 như này. Bỏ mẫu đi các em hiểu không?
vậy tương đương với x sẽ lớn bằng 4/3. Thì cái x lớn bằng 4/3 nó đã đảm bảo là x khác âm 2 rồi, vậy được phép bỏ cái điều kiện x khác âm 2 đi. Ta ghi cho anh là bất phương trình 2 có tập nghiệm là S2 bằng ngoặc vuông từ 4/3 đến dương vô cùng. Thì hôm nay S của chúng ta sẽ bằng lấy S1 giao với gì S2. Đầu tiên là nhỏ hơn 5/2. Gạch bên gì? Phải đi. Tiếp theo là lớn hơn 4/3. 4/3 là 1,333, còn 5/2 là 2,5 thì nhỏ hơn. Nó ở chỗ này. Đây là ngoặc gì đây? Vuông. Các bạn lấy gì đây? Giao. Vậy chúng ta được tập nghiệm S sẽ bằng ngoặc vuông 4/3 chấm phẩy, nhưng mà 5/2 là ngoặc gì? Tròn. Không, đây là đáp số. Em có hiểu chỗ này không? Vậy em nhớ rằng là hệ bất phương trình phải đi lấy gì? Để giao. Và giao với hai khoảng nghiệm, nghĩa là cả hai khoảng cùng trắng thì lấy, đúng không? Cái khoảng này là một trắng một đen là loại hết này. Chỉ lúc nào cái đoạn khoảng của chúng ta mà cả hai cái này đều trắng thì lấy nhá. Chúng ta chuyển sang ý D nào. Chúng ta chuyển tiếp cho anh sang ý D. Các em nhìn thấy x bình cộng 1 ở dưới mẫu đấy không? Nó là dương hay âm? Dương, vậy các em được phép nhân chéo lên. Ta viết cho anh như sau. Vì x bình cộng 1 là lớn hơn 0 với mọi x, nên các bạn đánh như này là một la mã đi. Nhìn nó to như này thôi, nhưng thực ra là chúng ta chỉ cần nhân chéo lên là đơn giản thôi. Bây giờ các em nhân chéo vào mẫu. Chỉ khi nào mẫu dương thì được phép nhân chéo bỏ mẫu. 3x bình trừ 7x cộng 8 sẽ lớn hơn 1 nhân với x bình cộng 1 là chính nó này. Dưới mẫu là 3x bình trừ đi 7x cộng 8 nhỏ bằng. Các bạn lấy 2 nhân x bình cộng 1, em được là 2x bình cộng 2, được chưa? Ta sẽ biến đổi tương đương để nó giống kiểu gục cô bê này. Tương đương này chuyển vế, 3x bình trừ đi x bình, thế còn là 2x bình trừ đi 7x cộng với 7 lớn 0. Đây chuyển sang, em được x bình trừ đi 7x cộng với 6 nhỏ bằng 0. À, bây giờ 2x bình trừ 7x cộng 7 thì bấm máy tính xem là nó có nghiệm không. Thì khi mà em bấm thì nó lại vô nghiệm. 2x bình trừ 7x cộng 7 bấm là nó vô nghiệm. Nó vô nghiệm nghĩa là trong trường hợp này là delta nó sẽ nhỏ hơn 0, a và fx sẽ cùng dấu. Đây là a mang dấu là a bằng mấy đây? A bằng 2 dương. Vậy fx sẽ lớn 0, điều này nó trở thành điều luôn đúng. Các bạn sẽ viết cho anh một câu là
luôn đúng, luôn đúng. Sau đó các em giải thích ra là vì delta nhỏ hơn 0, a bằng 2 lớn hơn 0, thì các em suy ra 2x bình trừ 7x cộng 7 sẽ lớn hơn 0. Hiểu cái chỗ này chưa? Mà khi mà một cái bất phương trình luôn đúng ấy thì các em phép được phép bỏ nó đi, chúng ta chỉ cần giải cái thứ hai thôi. X bình trừ 7x cộng 6, các em được hai nghiệm, đây là a cộng b cộng c bằng 0, một nghiệm là 1, một nghiệm là c trên a nghĩa là 6 này. Trong trái ngoài cùng lấy nhỏ hơn 0 gạch gì đây, dương đi. Vậy đáp số chúng ta chỉ là x lớn hơn hoặc bằng 1 và bằng 6. Và kết luận vậy hệ bất phương trình có tập nghiệm 2 chấm s bằng ngoặc vuông 1.6 nhá. Chúng ta quan sát này, em nhìn thấy hai biểu thức này có gì chung nhỉ? Bài này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp lần phụ. Đấy, đây em thấy rằng là x bình cộng 3x chung đúng không? Các bạn đặt luôn cả cái cộng 1 này là t cũng được, cho nó bé đúng không? Các bạn sẽ đặt x bình cộng 3x cộng 1 bằng t. Đây các em rút cho anh là x bình cộng 3x bằng là t trừ gì đây, t trừ 1. Ta sẽ thế cái x bình cộng 3x bằng t trừ 1 ở đây. Cái này là bất phương trình 1 tương đương, em được là t nhân với x bình cộng 3x chính là t trừ 1. Sau đó là còn trừ đi gì đây, thì 3, thì 3 của cái này chép lại. Hiểu cái chỗ này chưa? Hay nơi khác mà nào mà tinh tế thì là chính là t trừ 4 lớn hơn bằng gì, 5, tương đương t nhân với t trừ 4 lớn bằng 5. Bây giờ các bạn sẽ nhân ra và chuyển gì, chuyển 5 sang,
tương đương này, t nhân t là t bình, t nhân âm 4 là t, 5 chuyển sang trừ đi 5 bằng 0. Đây là bất phương trình bậc 2, các bạn giải bằng cách đó là dùng trong trái ngoài cùng, giải nhanh luôn, không lập bảng xét dấu nhá. Cái vẽ như sau, vẽ trục số trước này, tính cho anh nghiệm. Đây là A trừ B cộng C bằng 0. Một nghiệm sẽ là âm 1 và một nghiệm là âm C trên A, nghĩa là âm 5. Âm 5 chia trừ đi trừ 5 là 5. Các bạn thấy là trong trái này, ngoài cùng này, ở đây là lấy lớn bằng 0, nghĩa là gạch gì đây? Âm đi. Nghĩa là các bạn ra được hai đáp số, hai khoảng nghiệm, ta dùng bằng vuông. T sẽ lớn hơn được bằng 5 và T sẽ nhỏ hơn bằng âm 1. Lúc này các bạn này trả lại biến x nhé, thay x vào đây. Này tương đương này, chúng ta được là x bình cộng 3x cộng 1 lớn hơn bằng 5 và x bình cộng 3x cộng 1 nhỏ bằng âm 1. Nhưng mà cái giải trong này là ngoặc gì đây? Vuông. Vuông tí nữa các bạn phải lấy gì? Lấy hợp của nó nhá. Nghĩa là lấy hợp nhưng mà lấy dao. Đây là ngoặc vuông nhá. Không đủ rồi. Nào, chúng ta được là x bình cộng 3x này. Đây là 1 trừ đi 4. 1 trừ đi 5 các em được là âm 4 lớn bằng 0. Ở dưới các em được là x bình cộng 13x âm 2 chuyển sang thành cộng 2 nhỏ bằng 0. Nào các bạn giải từ cái ra nào. X bình cộng 3x trừ đi 4 lại rơi vào trường đặc biệt là A cộng B cộng C bằng 0. Một nghiệm sẽ là 1 và một nghiệm là âm 4. Trong trái ngoài cùng lấy dương gạch gì đây? Gạch âm đi. Vậy tương đương với này, lấy lại lấy ngoài khoảng nghiệm, lại dùng ngoặc vuông nữa. X sẽ lớn bằng 1, x nhỏ hơn hoặc bằng gì? Âm 4. Thế còn cái thứ hai nào, x bình cộng 3x cộng 2 nhỏ bằng 0. Nghiệm của kem sẽ là âm 1 và nghiệm tiếp theo là gì? Âm 2. Âm 2 âm 1, âm 2, à thế nếu nó đều lớn hơn thì đây, lớn hơn âm 4 đúng không? Nó nằm trong này. Đây là âm 2 và âm 1 này. Trong trái ngoài cùng lấy âm, gạch gì đây, gạch dương đi. Ở đây các em vẫn dùng là ngoặc gì đây? Ngoặc vuông. Trên này cũng là ngoặc gì, ngoặc vuông nha. Này x của chúng ta sẽ lớn hơn được bằng âm 2 và nhỏ bằng âm 1. Thì các em chú ý ở trong trường hợp này chúng ta đang lấy gì? Đang lấy hợp. Chứ không phải nếu mà các em lấy dao nó ra vô nghiệm đấy, đúng không? Nhưng trong này đang lấy hợp. Vậy tập nghiệm S của chúng ta sẽ bằng. Các bạn phải có tổng cộng là 3 khoảng nghiệm. Đầu tiên là từ âm vô cùng đến âm 4 hoặc vuông. Hợp với âm 2 đến âm 1 hoặc vuông. Hợp với từ 1 đến dương vô cùng. Em hiểu ba cái này chưa? Đây là khoảng thứ nhất này, khoảng thứ hai này và khoảng thứ gì? Thứ ba này. Ba khoảng nghiệm này nó không hợp lại được với nhau thì chúng ta viết tách rời nhau ra. Hiểu chỗ này chưa?
nào các thầy ý b giống như ý gì đây? X bình trừ x trừ 1, cái này là x bình trừ x trừ 7 nhỏ hơn trừ 5. Vậy các em thấy rằng là cái hướng giải bài này các bạn sẽ sử dụng phương pháp đặt phụ. Các bạn đặt cái gì là t? Theo anh, các em đặt cả cái ngoặc này là t luôn, đúng không? Đặt này x bình trừ x trừ 1 là t. Các bạn rút cho anh x bình trừ x bằng cái gì ra? Em chuyển âm 1 sang bằng là t cộng gì? T cộng 1. Đây là 1 này. Này bất phương trình 1 tương đương t nhân với t trừ 1 chính là x bình trừ 1 trừ 7. Đây là t cộng 1 nhỏ hơn trừ 5. Vậy em được là t nhân với t trừ 6 nhỏ hơn âm 5. Hôm nay các bạn sẽ nhân ra chuyển âm 5 sang, em được t bình trừ 6t cộng 15 nhỏ hơn 0. Đây là bất phương trình bậc 2. Các bạn vẽ cho chúng số ra. Đây là rơi vào trường hợp là a cộng b cộng c bằng 0. Một nghiệm là 1, một nghiệm là 5. Các bạn sẽ áp dụng là trong trái ngoài cùng. Trong khoảng hai nghiệm, cái dấu hệ số a 1 này. Ngoài khoảng là cùng. Ở đây lấy nhỏ hơn 0, em gạch gì dương đi. Vậy tương đương với t của ta sẽ lớn hơn 1, nhỏ hơn 5. Đây các em lại trả lại biến x. T của chúng ta là t bình trừ x trừ 1. X bình trừ x trừ 1. Vậy các em được là x bình trừ x trừ 1 sẽ lớn hơn 1, nhỏ hơn 5. Chỗ này các bạn sẽ bóc tách giải riêng cho anh ra thành hai gì đây? Hai bất phương trình. Cái dấu của chúng ta là ngoặc móc. Ngoặc móc thì do là sao nhỉ? Đây nó đang viết theo kiểu viết kẹp zip. Nó là hai cái bất phương trình. Nó ghép lại với nhau. Các bạn tách ra 1 nhỏ hơn x bình trừ x trừ 1 thì chuyển 1 sang phải. Ta sẽ được là x bình trừ x trừ 2 lớn 0. Thế còn x bình trừ x trừ 5 nhỏ hơn 5 trừ 1 nhỏ 5 chuyển 5 sang. Ta được x bình trừ x trừ đi gì? Trừ đi 6 nhỏ hơn 0. Vậy các bạn vẽ trục số ra. Nghiệm chúng ta đây là a trừ b cộng c bằng 0. Một nghiệm là âm 1, một nghiệm là 2. Trong trái ngoài cùng lấy dương gạch gì đây? Gầm đi. Vậy tương đương này. Lấy hai khoảng nghiệm, vậy các em dùng ngoặc vuông. X sẽ lớn hơn 2. X nhỏ hơn 1. Ở đây sẽ không có dấu bằng, tại vì toàn là dấu gì lớn hơn hết. X bình trừ x trừ 6. Thì các em bấm máy tính, các em được hai nghiệm. Đó là x bằng gì? Âm 2. Và x bằng gì? Dương 3. Chưa? Trong cái ngoài gì? Ngoài cùng. Lấy đây lấy gì đây? Lấy nhỏ hơn 0. Cách gì? Cách dương đi. Đây đều là ngoặc tròn hết nha. Cái này ngoặc tròn hết. Vậy ở đây các em được x sẽ lớn hơn âm 2, nhỏ hơn 3. À, bây giờ lấy dao hay lấy hợp? Lấy dao hay lấy hợp? Thì các em chú ý là ngoặc này là ngoặc gì? Ngoặc móc. Ngoặc móc nghĩa là lấy dao. Còn bên này là ngoặc gì đây? Bên này ngoặc vuông. Ngoặc vuông nghĩa là hoặc. Các bạn phải lấy hợp. Em thấy nó khác biệt không? Hai bài này khác nhau. Chỗ này các bạn phải đi lấy gì? Đi lấy hợp, thì nó là ngoặc vuông. Tại sao ngoặc vuông? Tại vì chỗ này cũng phải không có dấu bằng, mà thì vì chỗ này lấy gì đây? Lấy hai, lấy ngoài khoảng nghiệm. Lấy ngoài khoảng nghiệm. Như chưa? Thì chúng ta phải dùng bằng gì? Ngoặc vuông. Còn chỗ này là lấy gì đây? Cái t của chúng ta lấy gì? Lấy trong khoảng nghiệm. Thì thế khi mà ra lại còn ngoặc gì? Ngoặc móc. Chú ý nha. Các bạn nhìn thấy hai đáp số đây chưa? Được chưa? Thì tương đương với này có hai khoảng nghiệm, x sẽ lớn hơn âm 2 nhỏ hơn gì 1 và x sẽ lớn hơn 2 nhỏ hơn 3. Vậy từ đây chúng ta ra được thập nghiệm s bằng từ âm 2 đến 1
hợp với 2 đến 3 nhé. Ta quan sát sang ý C. 20 phần x bình trừ 5x trừ 7x cộng 12 cộng với 10x phần x trừ 4 cộng 1 lớn 0. Em nhìn thấy là đầu tiên các bạn phải có mẫu. Các bạn phải có gì nhỉ? Đây là x bình trừ 7x cộng 12. Đầu tiên là mẫu phải khác gì đây? 0. Đầu tiên thứ hai là x trừ 4 cộng 0. Nào, x bình trừ đi 7x cộng 12 cắt 0. Tất cả cái này em sẽ ra được x khác gì đây? X khác 3. Cái này x khác gì? 4 đúng không? Nếu mà các bạn không biết này thì các bạn cứ bóc như này. Bóc như này. X khác 3 và x khác gì? 4. Cái này là giống dưới này cũng lấy khác 4 thôi. Đây là bất phương trình, các bạn sẽ không được phép bỏ mẫu. Các bạn quy động. Đây là một này. Em quy đồng đã, đầu tiên phân tích mẫu thành gì đã. 20 này nghiệm là 3 và 4 đúng không? Vậy nhân tử sẽ là x trừ 3 và x trừ gì đây? 4. Cộng với 10 phần x trừ 4 cộng với 1 lớn 0. Anh em ngại nha, đây là bất phương trình, em không được phép quy đồng bỏ mẫu. Lúc nào thì được quy đồng bỏ mẫu? Trong trường hợp mẫu gì dương thì các bạn được phép là quy đồng bỏ mẫu. Còn trong trường hợp mà mẫu âm thì em quy đồng phải đổi dấu của bất phương trình. Đó. Đây chúng ta sẽ tương đương không có mẫu nha. X trừ 3 nhân x trừ 4. Đây là nhân tử chung rồi, hai người ghi lại này. Đây là nhân tử phụ là gì? X trừ 3 lấy em lấy 10 nhân x trừ 3. Chúng ta quy đồng lên. Các bạn lấy luôn mẫu là x bình trừ 7x hai luôn nữa của ta. Không. Giờ các bạn gọi cái tử nào. Làm tắt nhá. X bình này 10 x trừ đi 7x em được là 3x. 20 trừ đi 30 em được là âm gì? Âm 10. Âm 10 cộng 12 em được là 2. Nhân với x trừ 3 nhân với x trừ đi 4 lớn 0. Em còn nhớ hôm trước anh hướng dẫn các bạn về lược đồ hình con rắn không? Cái này sẽ sử dụng là lược đồ con rắn để làm nó nhanh nhất là bởi vì nếu mà bài này mà trắc nghiệm thì nó rất là hữu hiệu. Các bạn nhớ rằng là làm tự luận các em cũng được phép làm nhé, nhưng với điều kiện là cô giáo cho làm. Còn nếu mà cô giáo mà không cho làm, các bạn này sử dụng gì? Lập bảng thêm dấu đúng không? Ở đây các em thấy nghiệm ta này, nghiệm 3 và nghiệm 4 là một là hai nghiệm đầu tiên này. Nghiệm của mẫu nhá là 3 4 này, nghiệm của tử là âm, đây là a trừ b cộng c bằng 0.
nghiệm là âm 1 và âm 2. Âm 2 bé hơn, âm 1 tăng lên. Ta sẽ nhân cho anh tất cả các cái hệ số của x với sự cao nhất ở đây là dương. Vẽ cho anh một con rắn đi từ trên đi gì đây? Đúng. Và qua các nghiệm này đều là nghiệm đơn nên đổi chiều. Trên đánh là dương, dưới đánh là gì? Âm. Đề bài lấy dương. Cạch gì đây? Đồng gì? Vậy ra được tổng nghiệm S luôn. Bằng. Đây lấy dương là gì? Là 3 tổng nghiệm đấy. Âm vô cùng lấy trừ 2. Để liên kết giữa các khoảng nghiệm, các bạn dùng gì? Hợp. Âm 1 đến 3 hợp với gì? 4 đến 0. Em hiểu lực đối con rắn chỗ này chưa? Chúng ta chuyển tiếp cho anh sang đi nào. 2x bình cộng 2x phần trừ 15 phần x bình cộng x cộng 1 cộng với 1 nhỏ 0 nào. Ở đây các em thấy rằng là có cái nhân tử chung là gì đấy? Có cái biến chung không? Nếu chỗ này nhìn thấy 2x bình và 2x đặt gì ra ngoài? Đặt 2 ra ngoài thì có phải xuất hiện được bình cộng x không? Cái bài này có điều kiện của mẫu không? X bình cộng x cộng 1, các bạn bấm máy là nó vô nghiệm. Và nó lớn không? Lớn không. Nên bài này các bạn sẽ không có điều kiện nhá, không đặt này. Các bạn đi đặt cho nguyện phụ luôn. Đặt C bằng. Theo anh, các bạn đặt luôn cả cái mẫu này là C. Đặt x bình cộng x cộng 1 bằng gì đây? T. Chỗ này các em phải chú ý là vì các bạn đi tính ngay delta nhỏ hơn không, thì số A bằng 1 lớn không, nên là x bình cộng x cộng 1 bằng dấu gì lớn không, nghĩa là T thì lớn không. Thì để gì nữa mình sẽ quy đồng gì? Để quy đồng bỏ mẫu. Nào cái này các em đặt cho anh gì đây? Rút cho anh x bình cộng x ra ngoài thì em được là bằng t trừ gì đây, t trừ 1. Bất phương trình 1 tương đương này, cái này nó là đặt 2 ra ngoài nhá, x bình cộng x thì ta thế hoặc là t trừ gì đây, t trừ 1 vào trừ đi 15 chia t cộng với 1 nó không. Và các em thấy rằng là t là lớn không, nên trong trường hợp này em được phép là quy đồng bỏ mẫu, nó khác với chỗ này đúng không? Không được bỏ mẫu. Này được phép quy đồng bỏ mẫu nha. Tương đương với 2t nhân với t trừ 1 trừ đi 15 t nhỏ 0. Thì đơn giản thêm bao nhiêu đúng không? Tương đương với 2t bình trừ 2t cộng t là trừ t trừ đi 15 nhỏ 0. Nào. Có máy tính cho anh nào. Nghiệm t là bao nhiêu? 2 này, âm 1, âm 15. Các bạn bấm đi. Xét nghiệm là 3 và trừ 5 phần gì? Trừ 5 phần 2 là 3. Trong cái ngoài cùng này, t
lấy nhỏ hơn không thì gạch gì đây? Tương đi. Vậy tương đương với T sẽ lớn hơn âm 5/2 và nhỏ hơn gì đây? Nhỏ hơn 3. Lúc này các bạn phải trả lại biến x vào. Âm 5/2 nhỏ hơn x bình. À từ từ đã. Em nhìn thấy chỗ này chúng ta so sánh với cái điều kiện T lớn 0 đã. So sánh với T lớn 0. Lúc này các em ra là T sẽ phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn gì đây? Nhỏ hơn 3. Này tương đương với x bình cộng x cộng 1 lớn 0 nhỏ hơn 3. À cái đoạn so sánh này thì em hiểu rằng là em hiểu chỗ này vẽ cái vào đây. Đây là 0 đây, cái vẽ chỗ này đi nhìn thấy đáp xuống cho lấy dao chưa? So sánh là lấy dao. T sẽ lớn hơn 0 nhỏ hơn 3. Hiểu chỗ này lấy dao chưa? Đây này, T lớn 0 này. Thì các em thấy là x bình cộng x cộng 1 cái vế này là luôn đúng rồi. Các em bỏ đi, chúng ta chỉ còn là x bình cộng x cộng 1 trừ 3 thôi, 1 trừ 3 là âm 2 nhỏ hơn 0 thôi. Vẽ trục số ra. Nghiệm của chúng ta là 1 và âm 2 trong trái ngoài cùng. Vậy tương đương với x sẽ lớn hơn âm 2 nhỏ hơn 1. Tổng nghiệm S của chúng ta là từ âm 2 đến 1 hoặc vuông hoặc tròn nhé. Ở đây các em thấy rằng là đây là bất phương trình có căn, nên bước 1 đầu tiên các bạn phải đặt điều kiện, nhớ nhá, 25 điểm đấy. Nào, điều kiện ở đây có điều kiện gì? Ba cái căn này nó giống nhau này. Nhưng mà cái căn của mình này nằm ở dưới gì? Mẫu, vậy không phải dấu bằng. Điều kiện chỉ cần là x trừ 3 lớn 0 thôi. Điều kiện đầu tiên là x bình trừ x trừ 6 phải có dấu gì đó bằng và x trừ 3 lớn 0. Nào, ta vẽ xem x bình trừ đi 16 bằng 0 là kem được hai nghiệm. Đó là nghiệm gì? 4, làm nghiệm là 4. Trong trái ngoài cùng. Nhớ rằng x bình trừ 16 giải trong kiểu trong trái ngoài cùng thì nó đơn giản. Lấy phương cạnh gì đây để trong gì? Lấy chúng ta được hai khoảng nghiệm là x sẽ lớn bằng 4 và x nhỏ bằng 4. Ở dưới chúng ta được là x lớn hơn gì đây? 3. Ra này. Rồi các bạn nhìn vào đây, các bạn lấy dao hai cẳng đi lấy khoảng nghiệm chưa? Vậy các em sẽ ra được là x sẽ lớn bằng bao nhiêu? Lớn bằng 4. Nhìn chưa? Đây là một vuông nhá. Đấy. Nhớ là dao là gì? Dao là hai khoảng đi lấy này. Chưa? Vậy x sẽ lớn bằng 4. Rồi, bây giờ làm gì nữa? Thì nói chung đối với bất phương trình thì cố gắng là quy đồng. Cái bài này có được phép bỏ mẫu không? Có, đúng không? Bạn biết là vì x lớn bằng 4
thì em suy ra là căn của x trừ 3 có phải là một số gì lớn không không? Đấy, lúc này bất phương trình một tương đương, em sẽ quy đồng bỏ mẫu căn này của x bình trừ đi 16 cộng này, cái này là căn cộng căn, phải nó bỏ căn đi nó còn là x trừ gì, x trừ 3 lớn hơn cái này bỏ mẫu đi là lớn 5, thì nó đơn giản hơn rất nhiều đúng không? Chúng ta sẽ chuyển hết sang một bên, em có căn của x bình trừ đi 16 lớn hơn 8 trừ x. Đây là một cái bất phương trình khó. Đây tôi ghi cho anh công thức nào. Đây các em có dạng đây là căn nép x lớn hơn gx. Ai còn nhớ cách giải không? Ta sẽ phải có mấy trường hợp? Hai trường hợp. Ta dùng vòng vuông như này, hai vòng vuông có hai vòng móc. Trường hợp đầu tiên đó là gx nếu nó nhỏ hơn 0. Cái căn này nó luôn luôn lớn hơn một số nhỏ hơn 0, luôn đúng. Các bạn chỉ cần có thêm điều kiện fx lớn bằng 0 nữa là xong. Tiếp theo là trường hợp thứ hai là gx lớn bằng 0. Các bạn đi bình phương hai vế lên. Các em có fx bằng g bình x như này. Được chưa? Và nếu là dấu lớn hơn như này các bạn phải chia ra làm hai trường hợp. Còn nếu mà dạng là căn fx nhỏ hơn gx thì chỉ cần một trường hợp, các em đi đặt điều kiện và đó bình phương hai vế đi. Thì đây là một dạng gì? Câu khó đúng không? Câu này cũng đã từng thi đại học kiểu dạng như này một lần rồi. Nào, chúng ta quan sát này. Ở đây là fx chính là x bình trừ gì 16, còn gx chính là 8 trừ x. Đây các em có 8 trừ đi x sẽ nhỏ hơn 0 này. Điều kiện thứ hai là x bình trừ đi 16 lớn bằng 0. Trường hợp thứ hai là 8 trừ đi x lớn bằng 0 ở bình phương hai vế. X bình trừ đi 16 lớn hơn 8 trừ x tất cả bình tương đương, em sẽ được là x lớn hơn 8. Chỗ này em lấy ngoài khoảng nghiệm nha, x lớn hơn hoặc bằng 4, x nhỏ hơn hoặc bằng âm 4. Ở dưới em được là x nhỏ bằng 8 này, nằm tắt nha, khai triển này ra cho anh, em được là 64 trừ đi 16 x cộng với x bình nào, x bình với bình hết, ta chuyển cho anh sang âm 16 x, 64 cộng với 16 thì các bạn ra gì đây, 80. Hai cái này các em lấy giao với nhau ta sẽ được là x lớn 8. Tại vì nhìn này, x lớn 8 mà lấy giao với x lớn bằng 4 thì x lớn 8 mà lấy, còn x lớn 8 mà giao với x nhỏ hơn âm 4 thì vô nghiệm. Ở dưới này các em sẽ ra được x sẽ lớn hơn này, lấy 80 chia 16 nào, 80 chia 16 được gì, 5 nhỏ bằng 8. Hai cái này các bạn lấy giao với nhau thì ra được x lớn 5. Tại sao này, anh viết lại nha. Đây là lấy hợp, lấy hợp. Ở đây là x lớn hơn 5 nhỏ bằng 8. Em có hiểu thế nào là hợp không? Hợp là gì? Hợp nghĩa là cứ có trắng thì lấy, nghĩa là lấy khoảng từ 5 đến 8 và lấy khoảng từ 8 đến dương vô cùng, hai khoảng này nó cộng dồn với nhau. Nó sẽ ra từ 5 đến dương vô cùng và chúng ta viết đơn giản là x lớn 5. Thì nhớ rằng x lớn 5 nó sẽ là khoảng lớn hơn rất nhiều, chứ không phải là nó bớt khoảng nghiệm đi đâu, nó đang tăng cái khoảng nghiệm lên. Vậy đáp số chúng ta là gì? Bài 4.99. Các bạn sẽ được đáp số
từ đáp số là x lớn 5. Ta viết cho anh khoảng tập nghiệm S sẽ bằng là từ 5 đến gì đây, dương vô cùng nhá. Chúng ta chuyển sang ý tiếp theo nào. Ở đây các em có hai cái căn trừ cho nhau lớn hơn 1. Các bạn nhìn thấy rằng là nó có gì chung nào? Các bạn nhìn thấy là có 3x bình cộng 5x chung không? Vậy bài này các em suy nghĩ đến hướng nào là gì? Đặt định phụ, đúng không? Suy nghĩ thêm làm nào để cho nhanh nhất nào. Nào, bài này các em cứ đặt đơn giản thôi. Các bạn đặt 3x bình cộng 5x bằng t thôi. Từ đây các em sẽ suy ra là căn này của t cộng 7 trừ đi căn của t cộng 2 lớn hơn 1. Dạ. Tương đương này, căn của t cộng 7, em sẽ sử dụng phương pháp là bình phương hai vế. Em chuyển cho anh cái âm căn của t cộng 2 sang bên này. Sau đó các bạn bình phương hai vế. Tương đương với t cộng 7 lớn hơn 1 cộng với căn của t cộng 2 tất cả bình như này. Khai triển ra. Ta có t cộng 7 lớn hơn này. Đây là a cộng b bình phương thì bằng là a bình này cộng 2ab là 2 căn của t cộng 2 cộng với t bình, nghĩa là căn của t cộng 2 bình lên thì mất căn thì còn là t cộng 2. Ta rút gọn đi, em được là 2 nhân với căn của t cộng 2 sẽ nhỏ hơn này. Các bạn chuyển hết các cái hệ số sang phải, t trừ t là hết rồi, 1 cộng 2 là 3, 7 trừ 3 là nhỏ hơn gì, nhỏ hơn 4. Chỗ này sẽ phải là dấu nhỏ hơn nhá, tại vì mình đã chuyển căn này nó đang giấu là giống nhỏ hơn như này, chưa? Thì cho 2, em được căn của t cộng 2 nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 2. Bài này các bạn phải có thêm cho anh cái điều kiện ở đầu đó. Điều kiện là 3x bình cộng 5x cộng 2 lớn bằng 0 và 3x bình cộng 5x cộng 7 lớn bằng 0 nữa nha. Này tương đương với t cộng 2 sẽ nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 4. Chỗ này các em phải có thêm điều kiện là t lớn bằng gì đấy? T cộng 2 lớn bằng 0 nữa nha. Thì tương đương này, t sẽ nhỏ hơn 2 và t lớn bằng âm 2. Giờ các bạn trả lại biến x nào. Các em sẽ ra được là 3x bình cộng 5x nhỏ hơn 2, 3x bình cộng với 5x lớn bằng âm 2. Chuyển sang nào. 3x bình cộng 5x trừ đi 2 nhỏ hơn 0,
3x bình cộng 5x cộng với 2 lớn hơn hoặc bằng 0. Mọi người vẽ cho anh trục số ra đi. Bấm máy tính ra nghiệm nào. 3, 5 và trừ 2 nghiệm sẽ là bao nhiêu? Em được nghiệm là gì? Nghiệm là âm 2 và gì đây? 1 phần 3 nhá. Trong trái ngoài cùng này. Lấy nhỏ hơn 0, bình dương đi. Em cái dưới nào? Cái dưới là A trừ B cộng C bằng 0. Một nghiệm sẽ là âm 1. Và một nghiệm là âm 2 phần 3. Âm 2 phần 3 nó sẽ lớn hơn âm 1 đấy. Trong trái ngoài cùng. Lấy dương gạch âm đi. Em nhìn thấy hai đáp số chưa? Chỗ này là ngoằng gì đây? Vuông này. Chỗ này là ngoằng gì? Ngoằng tròn này. Đây, khoảng nghiệm thứ nhất này. Ở chỗ này là 1 phần 3 đi sang bên này nhá. Đây là khoảng nghiệm thứ hai này, nhìn chưa? Vậy từ đây các bạn ra được tập nghiệm S sẽ bằng này. Âm 2 đến âm 1 ngoặc vuông này hợp với ngoặc vuông âm 2 phần 3 đến thì đây 1 phần 3 ngoặc tròn nhé. Ta sang tiếp 4.100 nhá. Giải bất phương trình. Ở đây em thấy là có tổng cộng mấy căn đây? 3 căn. Vậy thì việc làm đầu tiên là các bạn phải có gì đã? Điều kiện này. X trừ 1 lớn bằng 0 thì x lớn bằng 1 này. X trừ 2 lớn bằng 0 thì x lớn bằng 2 này. X trừ 3 lớn 0 thì x lớn bằng 3 này. Trong 3 nghiệm này nghiệm nào to nhất thì lấy. Em ra được x lớn bằng gì đấy? 3. Thì đối với căn ấy thì hướng giải của các bạn sẽ sử dụng đó là bình phương hai vế. Nhưng mà nếu như chúng ta bình phương luôn, chúng ta đã vi phạm bởi một cái điều kiện. Đó là phải lớn hơn 0 mới được bình phương. Và này chúng ta sẽ phải chuyển cho anh cái âm căn này sang bên phải. Sau đó các em mới bình phương được. Đây là 1 này. Bất phương trình 1 tương đương này. Căn của x trừ đi 1 lớn hơn căn của x trừ đi 3 cộng với căn của gì đây? X trừ đi 2 tương đương.
Câu này các bạn sẽ gì? Bình phương hai vế. Chỗ này các em được là x trừ đi 1 lớn hơn. Đây là a cộng b bình phương nhá. Phải áp dụng hàm đẳng thức đáng nhớ. A bình cộng AB cộng B cộng 2AB cộng B bình. A bình nghĩa là x trừ 3 này cộng với 2 này căn của x trừ 3 nhân với gì đây, x trừ 2 cộng với B bình nghĩa là cộng với x trừ đi 2. Điều này tương đương này 2 căn của x trừ 3 nhân với x trừ 2. Các bạn viết sang về trái nhá. Cái dấu đang là lớn hơn như này sẽ quay thành nhỏ hơn. Ta chuyển hết sang bên này. Trừ 3 trừ 2 là trừ 5. Chuyển sang bên này thành là cộng 5. Âm 1 cộng 5 thì sẽ bằng là 4. X cộng x là 2x. Chuyển sang bên kia là trừ x. Em hiểu chỗ này chưa? Bây giờ các bạn khi bình phương các bạn phải có thêm điều kiện. Cứ bình phương mà nhớ điều kiện đấy. 4 trừ x lớn bằng 0 tương đương với x nhỏ bằng 4 nào. Các em đi bình phương hai vế. Các em được là 4 nhân x trừ 3 nhân x trừ 2 nhỏ hơn 4 trừ x tất cả bình. Bây giờ các bạn sẽ khai triển cho anh hàm đẳng thức đáng nhớ. Khai triển này ra. Đây là x bình trừ đi 5x cộng 6. Các em được là 4x bình này. Chỗ này là trừ 5x nha. Nhân với 4 là trừ 20x. Cộng 6 nhân 4 là dương 24. 4 trừ x bình. 4 bình là 16. Trừ đi 8x. Cộng với x bình. Chuyển hết sang trái nào. Các em được là 3x bình. Âm 20 cộng 8. Ta được là trừ 12x. 24 trừ 16. Được là cộng 8 nhỏ hơn 0. Bây giờ bấm máy nào. Em bấm nào, 3 âm 12 dương 8. Rất buồn là kem ra nghiệm xấu đúng không? Nghiệm thứ nhất là gì? 6 6 trừ 2 căn 3 chia 3. Và nghiệm này là 6 cộng gì? 2 căn 3 chia 3. Trong trái ngoài cùng lấy nhỏ hơn 0 gạch dương đi. Vậy kem ra được là x sẽ lớn hơn 6 trừ 2 căn 3 chia 3 nhỏ hơn 6 cộng 2 căn 3 chia 3. Bây giờ ra đáp số rồi, các bạn phải so sánh cho anh với hai điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là x lớn bằng 3. Điều kiện thứ hai là gì? X nhỏ bằng 4. Ta ghi cho anh một câu là so sánh điều kiện. So sánh điều kiện. Giờ các bạn vẽ tiếp trục số vào đây. Nào bây giờ các em tính cho anh cái 6 trừ 2 căn 3 chia 3 này ra bằng bao nhiêu? Nó ra khoảng 0,8. 0,8, vậy thì 3 nằm ở chỗ này. Còn 6 cộng 2 căn 3 trên 3 thì nó ra bao nhiêu? Một cái là 0,8 à? Một cái ra 3,1 à? Thế là 3 nha, vậy 4 nó nằm ở đây. Đúng không? X lớn bằng 3 đây. Cách bên này đi. X nhỏ bằng 4 đây. Cách bên này đi. Để các em nhá đáp số đây chưa? Vậy nghiệm S của chúng ta sẽ bằng là 3 đến gì đây? 6 cộng với 2 căn 3 chia 3 hoặc gì đây, hoặc tròn. Chỗ này hoặc tròn nhá. Các em hiểu chỗ này lấy dao chưa? X lớn bằng 3 này, x nhỏ bằng 4 này thì sẽ lấy từ 3 đến 6 cộng 2 căn 3 chia 3 đây. Lấy dao. Đấy, thì đây là một câu khó nhá các em nhá.
sát dần quan sát này chỉ cần là lấy x nhân x trừ 1 có thể xuất hiện được x bình trừ x không? Thêm cho anh cái dòng tương đương vào đây này, 2 nhân này x bình trừ dx vào đây cộng với 1 lớn hơn căn của gì? X bình trừ x cộng 1. Bài này có cần đặt điều kiện không? Không. X bình trừ x cộng 1 nó lớn không rồi nên không đặt điều kiện nhá. Rồi các em thấy rằng là có biến chung đúng không? Nhưng mà thông thường nhìn như này, các bạn nên đặt cả cái căn bằng gì? D đi. Các bạn đặt căn của x bình trừ x cộng 1 bằng T. Và chúng ta có điều kiện của T là T lớn bằng 0. Lúc này các em sẽ đi bình phương hai vế lên. X bình trừ x cộng 1 bằng là T bình. Ta sẽ rút x bình trừ x ra ngoài. X bình trừ x sẽ bằng là T bình trừ đi 1. Vậy là phương trình 1 sẽ suy ra. Em có 2 nhân với T bình trừ đi 1 cộng với 1 lớn T. Đường ta chuyển hết sang gì đây? Sang trái và đồng thời nhân ra tương đương nhá. Các bạn nhân ra nào, em được là 2t bình đúng không? T chuyển sang là trừ t này, thế là trừ 2 cộng 1, em được là trừ đi 1 lớn 0. Vẽ cho anh trục số nào. Đây là a cộng b cộng c bằng 0, một nghiệm là 1 và một nghiệm là c trên a nghĩa là 1/2. Trong trái ngoài cùng, lấy dương gạch âm đi. Vậy tương đương t sẽ lớn hơn 1 và t nhỏ hơn âm 1/2. Cái này nó ta các bạn sẽ loại đi. Tại vì đề bài cho t lớn bằng gì nhỉ? Lớn bằng 0. Nên là những cái giá trị nào mà t nhỏ hơn 1 loại. Từ đây các em chỉ còn là t lớn hơn 1 trả lại biến nào. Em có căn của x bình cộng x trừ x cộng 1 lớn 1. Các bạn sẽ bình phương hai vế lên. Em được x bình trừ x cộng 1 lớn 1. Chuyển 1 sang x bình trừ x lớn 0. Tính nghiệm em có hai nghiệm, nó là nghiệm là 0 và một nghiệm là 1. Trong trái ngoài cùng, lấy dương gạch âm đi. Vậy tương đương với x lớn hơn 1, x nhỏ hơn 0. Tập nghiệm S của chúng ta là từ âm vô cùng đến 0 và hợp với từ 1 đến gì đây? Dương vô cùng nhá. Rồi, vậy em đã hiểu ý B này chưa? Rồi, trên đây đó là phần bài tập ôn tập chương 4. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhá. Những cái kiến thức mà các em cần phải nhớ này, hôm nay chúng ta mới ôn chỉ một số dạng thôi, và còn anh nghĩ rằng hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục thêm một buổi ôn nữa. Hôm sau các bạn sẽ ôn cho anh một, đó là ôn về tham số. Xem là xem tham số như nào này, xem những cái bài nào có mờ ấy. Thứ hai là chúng ta ôn thêm về trắc nghiệm nữa. Ôn thêm trắc nghiệm nữa, chúng ta phải ôn tập để kiểm tra một tiết chương này. Học hết chương này là sẽ kiểm tra một tiết.
Vì thế là các em phải làm gì đây? Phải tiếp tục ôn tập những kỹ năng giải phương trình, hệ phương trình, phương trình là hệ hệ phương trình, rồi thì bất phương trình, đúng không? Chương này chủ yếu là bất phương trình và hệ bất phương trình này. Những cái phương pháp giải quen thuộc như là trong trái ngoài cùng này, lập bảng xét dấu này, dùng được đồ hình con rắn này, rồi thì những cái phương pháp giải như là bình phương hai vế này, đúng không? Những cái trường hợp giải bất phương trình đặc biệt. Thì các em nhớ rằng là có cái phương pháp đặt ẩn phụ. Những cái bài nào khó đặt ẩn phụ nhá. Rồi chúng ta kết thúc cho anh bài giảng hôm nay ở đây nhá.